Hôm nay giới thiệu với anh em một bộ complete của Pioneer. Chơi nếu mà chơi thì hai em này là đủ. Hai em này đủ, nếu thích chơi đát thì thêm một con đát D900, D90 thì đẹp. Nếu mà không thì chơi như này em thấy là đẹp rồi. CD thì nó là Pioneer PDHS7, thì con này hết số của dòng HS. Nó đánh giá ngang với dòng T07A ấy. Thì con này với cái tầm giá này em đánh giá nó rất cao luôn, cao hơn cả Đờ Nông F10, F10 mắc đôi. Em đánh giá nó cao hơn mà giá thành nó êm hơn. Nó cũng giải mã độc lập 24 bit, cũng đọc đĩa không kén đĩa nào cả. Chất chất lượng chất âm thì phải nói là con này là khá là hay trong tầm tiền. Phải nói là rất tốt trong tầm tiền luôn. Đấy. Nó chạy hai con giải mã 1702 đấy, nó cũng giống như con Đời Đông S10 Mark 2 ấy. Đấy. Và thêm một cái nữa ấy, thì em thích cái con Pioneer này là cái cửa ra của nó vào này. Nhìn nó rất gấu, nhìn nó cả cái bộ nó ra cái gấu và nó đọc đĩa ngược. Đấy, đĩa ngược thì nó hơi dị một tí nhưng mà nó về cái độ rung chống rung nó rất tốt luôn. Đây đầu chơi thử thì em thử trước về đĩa xong tí nữa em sẽ nói về đích sau. Đây, thử một cái đĩa lòng lòng trắng. Đĩa này đĩa chính hãng. Đấy, nhớ là đĩa ngược nhá, mọi người nhớ đĩa ngược chứ không xuôi như bình thường. Nó nhận bài thì khá nhanh. Em cắm con CD này qua con đích xong xuống. Nick bài này. Em làm thì cho nó thử thêm một một vài loại đĩa nữa cho anh em dễ hình dung. Đấy. Tiếp theo nữa thì một đĩa đĩa đấy đĩa lòng vàng. Đĩa lòng vàng thì nói chung là của đĩa của Trung Quốc ấy. Đấy, nói chung là đầu này nó không kén đĩa đâu, đĩa nào nó cũng cần hết. Âm con này hay, nói trong tầm tiền con này hay quá, hay luôn. Mở cái bài em thích đấy. Nó chạy hai nguồn độc lập nhá. Thank you.
nhầm. Đấy. Và một cái chức năng nói chung là đáng đồng tiền ba gạo của con này ấy, nó chính là giải mã không mồi. Đến cái thời điểm bây giờ, cái bây giờ mà CD thường ấy thì nói chung là anh em ít chơi, ngoại trừ những người chơi sâu. Còn bình thường nếu mà chơi kiểu đa, nói chung là đa dụng ấy, thì thường thường anh em sẽ chơi CD liền giải mã hoặc là giải mã độc lập. Nhưng mà những cái con liền này thì mình sẽ tận dụng được luôn cái bộ giải mã của cái máy ấy. Làm giải mã độc lập thì tiếng nó rất hay, mà trong khi đó thì mình vẫn chơi CD đấy. Mà em thì em cũng rất thích cái những cái dòng giải mã của CD và đát đủ cái thứ ấy, chứ em không thích giải mã độc lập, không thích cái giải mã đời mới bây giờ, nghe tiếng nó khô lắm. Nó không thích. Đấy, thì con này thì nó có hai đường vào, một đường là cao sửa, một đường optical. Thì đằng sau có đường ra đường vào thì mọi người cứ cắm để em ấy luôn, không nhiều người không biết. Đợi tí em bật cái điện, từ từ bật cái điện 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 kia để cho đẹp đã, nó sáng. Quay thử cái black brown cho nó tối xem như nào. Đây, đằng sau thì nó có layout này, optical này. Đây là đường in này. Đấy, có hai đường vào là optical và cao sửa này, đường ra này. Đấy. Đường ra này có một cái đường CD deck cắm, có một cái rắc cắm CD với lại con một cái con deck nữa ấy. Này là con này này, đây này. Lỗ trên này, nếu mà cắm xít nhau thì cứ play ở đây thu nào, ấn nút Z ở trên là tự nó thu luôn. Nhưng mà em không có cái rắc này. Đấy, ai có thì nếu mà chơi complete này mà đóng vào là nét luôn. Từng từng luôn. Đấy. Này đã độc lập nhá. Bây giờ này chơi chơi trò này, em sẽ cho ra đĩa rồi này. Ấn vào đây này, Dark Mode này. Optical nhá. Nó lên 48 Hz là tức nghĩa là hai giải tải 24 bit này. Cao sờ là không có này, nó không lên cái kilo hạt này. Đấy. Cái này là đĩa này, ấn một cái nữa lên optical này. Đấy. Thì giờ mình sẽ dùng con này để giải mã và ghi băng. Được chưa? Đấy, thì test cái chức năng giải mã con này và test luôn chức năng thu phát của con T858. Rồi, tiếp theo thì giới thiệu với mọi người em cassette deck của Pioneer, đó là T858. Thì con này nó là hết số trong dòng T 3 số. Đấy. Tiếp theo đến 4 số thì nó lên T1000 và T11010. Đấy. Và con này nếu mà thị trường xuất châu Âu ấy thì nó là dòng Refident ấy. Refident nó chính là CT95. Còn 838 là CT93. Đấy. Nó được đánh giá cực kỳ cao luôn của Pioneer. Đấy. Tiếp theo nữa thì nó rất nhiều, con này nó rất nhiều cái hay ho. Nó có đến đời này thì nó có flash system chính là auto bias cho băng và là tự lấy, tự động lấy bias. Đấy, chỉ cần bằng muốn ấn. Tiếp theo nữa thì con này chỉ có đôi bias, chỉ có đôi bias B, đôi bias C thôi, nhưng mà thực ra đôi bias mình không dùng. Đấy. Còn Z balance với đôi bias HF ấy thì cứ để off. Còn auto monitor làm sược này, tab sược không mồi thì nằm ở đây, nút này. Đấy, cái nút CD shift này chính là cái nút nếu mà cắm tắc ấy, mà ấn CD ở đây ấy, shift một cái thì tự CD nó play và cái này nó ghi. Đấy, nó rất hay. Ship với nhau đấy, nhưng mà mình không có rắc thì mình không thử được. Đấy, còn cái này là mấy cái nút cơ bản của nó thôi. Nút cơ bản thì mọi người đều biết rồi. Con này dùng đầu từ LA phát triển của hãng nhá, Canon LA, đua Captan, mạch gấu lắm. Đấy. Cơ con này với cơ con 1000 nó na ná nhau, nó cơ 1000 1100S thì là nó giống nhau. À, về phần cơ. Về phần cơ thì về sau chỉ phát triển thêm thôi, về cái phần đầu từ nó tốt hơn thôi. Chứ của nó y hệt nhau. Này. Nó ghi này rõ này. PCOCC này, Amorphous Head này, đấy. Đua Captan này. Thì con này nó khủng lắm, tí em quay nội thất sau. Bây giờ thử một cái băng nhá. Thử cái băng cho bạn này. Đua qua một đoạn nhá. Đấy, đua qua một đoạn này. Mà trước khi thi thu thì mình ấn vào đây. Ở đây này.
đấy là tự nó sẽ lấy calibration, lấy bias đấy, cái núm này nó tự quay này, mọi người nhìn không, xịn chưa, đấy xịn trò cực luyện luôn đấy, khi nào mà nó ok thì tự nó sẽ quay lại đấy, thấy chưa. Chả có cô nào có những trò nghịch ngợm như mấy mấy bố ấy đâu, mấy 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 bố Pioneer đâu, phải gì xem đây. Rồi giờ thử một bài nhá, thì ấn Z cũng vào đây này. Đấy. Cái đèn này, đèn này là do là nó có hai cái chế độ đèn đấy, đèn lên này. Đấy. Đấy, chứ nó không phải là cái đèn nó bị làm sao nhá. Đấy, nó hai chế độ đèn này. Một cái đèn chế độ đèn nó chỉ đến cộng không nó ngay đầu, và cái đèn đỏ nhiều thì đèn nó sẽ ngắn. Đấy. Đấy chưa? Đấy, đèn dài này. Đấy, mọi người phải để ý nhá. Đấy, táp sượng này. Như một luôn. Con này thu hạt cực kỳ hay luôn. Thu cái bản giấc mơ có thật này, không phải đầu nào cũng thu được. Những cái bài nào mà nó khủng thì em để những con đầu cao cấp này nó thể hiện, chứ những con đầu thấp thu nghe buồn cười lắm. Thấy chưa? Có đèn nha, nhưng mà sao nhìn nó tối này. Đấy, nó có đèn đấy. Nhưng mà quay hơi xa thì nó hơi tối. À, có cái lên này là ngắn với dài này. Đấy, còn cái này là táp sượt này. Đây là sượt này, táp này. Mọi người về không tin nhá, cứ thu thử cái bài này vào cái đầu của mọi người xem, nếu mà cái đầu mà bình thường sẽ không thu được, bị nghe nó tiếng bị díu, nó bị nó kiểu như mình hiểu lúc này nó bị cái gì nhỉ, gọi là tức là nó không mạch lạc đấy, kiểu vậy. Người giờ này đã
xa lại đấy. Bây giờ thì em giới thiệu qua với mọi người về về ngoại thất và nội thất nhá. Đầu tiên máy về ấy thì nó có chảy xước một vài chỗ. Đây, ví dụ như này này. Nếu mà để ý kỹ nhìn kỹ này, đây, thì sẽ thấy. Còn nếu mà ai không ấy thì nhìn này thì nó không có gì. Và cái phần bên trên này này, nó có bị chảy này. Đấy. Cái này là do bên kia nó đóng gói, nó đóng bằng cái bìa mỏng ấy. Thế là lúc vận chuyển về nó cọ, nó bị chảy cái chỗ này ra này. Đấy. Còn mạch cái này vẫn còn bụi nguyên của nó này. Đây, em chưa có lau xong. Đấy. Bộ cơ con này thì rất gấu nhá. Bộ cơ con này cực gấu. Nó sử dụng 3 motor này. Đây, motor chính và dùng 2 dây cáp tan. Nó dùng 2 dây cáp tan theo kiểu là continue nối tiếp. Chứ nó không dùng kiểu song song. Cái motor chính này, motor cáp-tan này thì ăn xuống cái trục đầu tiên, xong trục đầu tiên ăn xong trục thứ hai. Đấy. Cái motor này là motor tua và motor kéo lưu này. Đấy. Còn một motor ở đây nữa là motor mở băng đóng băng. Đấy. Kéo cơ. Đấy. Nguồn này này. Nguồn nó thì to như con nguồn 818 838 nhưng mà con này lại không làm theo cái này là bẩn đấy nhá. Cái này là bẩn với bụi này. Em chưa lau thôi. Chứ không phải là ấy đâu, chứ không phải là gì đâu. Đây, cái này là bụi bẩn này. Đấy. Tất cả chỗ này là bị bẩn đấy. Đây, em mới lo kỳ qua chỗ này cho nó sạch sẽ này. Đấy. Hai cái tụ nguồn lọc này. Đấy, chỗ này nó có một cái miếng sắt che nữa nhưng em tháo ra rồi. Em chưa lắp, mới có một thanh ngang này, thanh rằng. Chỗ này có một thanh rằng dọc này nữa. Đấy. Nhưng em tháo rồi để em quay cho nó dễ. Đây nó sử dụng hai con giải mã của nó nhưng nó lại giấu không biết là con gì. Nó nói chung là kích lắm. Cái motor này motor bias này này, bias này, đấy. Nói chung là con này gấu. Nói chung là chơi rất đáng chơi luôn. Cơ khủng, mạch khủng. Nói chung là nó những cái dòng đời cao của Pioneer thì không nghĩ rồi. Xịn xò rồi. Nói chung này. Đồng mới tinh luôn. Đấy. Mọi người nhìn kia không ạ? Đồ cáp tan này. Đấy. Chắc phải mai phải kiếm cái đèn soi về cho nó dễ nhìn, nó dễ nhìn này, sợ này hơi khó nhìn. Đấy. Thì về thì con này thì nó nói chung là mặt mũi không được xuất sắc. Đấy. Nhưng là sẽ êm hơn. Đấy, sẽ phê pha hơn so với những con xuất sắc nhưng mà chất âm mang lại thì lại là xuất sắc. Đấy. Ok anh em nhá. Con clip này hơi dài vì các bạn là hai cái đều hay cả nên là phải giới thiệu nó chi tiết và đầy đủ một chút để anh em nắm được. Không thì nó những con mà nó cao cấp mà giới thiệu sơ sài thì nó mất cái chất của nó thì không hay gì nữa. Rồi, ok, thank you anh em.